Vụ việc xảy ra tại một cửa hàng bán đặc sản tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 5. Lợi dụng chủ tiệm ngủ say, người phụ nữ giả vờ mua hàng rồi vào nhà trộm điện thoại đắt tiền. Trong camera thu được, người phụ nữ mặc áo khoác, trùm kín mặt mũi, làm bộ dáng tự nhiên như khách mua hàng trong quá trình thực hiện hành vi trộm cắp. Hiện vụ việc đã được nạn nhân trình báo lên cơ quan công an. Sau khi mà mình phát hiện mà cái điện thoại của mình bị mất á, là mình hoảng, xong rồi là mình kiểu như là rối á, bị rối. Mình không nghĩ là ủa tại sao tự nhiên mình lại có thể ngủ quên mà gọi là không biết gì như vậy để người ta vô. Tới hôm nay vẫn còn cảm giác như là nó chưa có bình tĩnh lại á.